là 99.000 cho mẫu này. Và đây là một trong những con đầm Việt hết sức là đẹp các chị. Đây bây giờ mọi người coi nè. Con dáng của đây là một con dáng đầm xòe dài qua gối. Vậy nên khi mà các chị đi tiệc thì thường phối hợp những cái đôi guốc tầm là 7 con. Nếu mà đẹp nhất thì tầm 7 con là các chị mang đã rất là chân trang rồi. Và mã này thì chỉ có 99.000 đồng các chị, cực kỳ rẻ cho em nha. Chất phun mi sai có độ co giãn kèm cho mọi người. Cái phần này á là phần lưới chấm bi đen thì em cực kỳ xinh luôn. Rồi em sale là 99.000 cho một sản phẩm lần này. Chị nào thích thì còn em liền theo là C241 cộng thêm cái số này. Cái mẫu em có size nhé chị nha. Và có size thì nên mình cứ để lại cho em mã ở số thoại đi, để bên em tư vấn cũng như chốt đơn cho mọi người giá rẻ trước. Rồi sau đó thì bên em sẽ có các chị, các bạn bên bộ phận chăm sóc khách hàng á sẽ tư vấn cho các chị kỹ hơn về cái phần mà chiều cao cân nặng cũng như là size số cho mọi người nha. Rồi em chào chị Phương Thủy này, xin chào tất cả các chị. Hy vọng là ngày hôm nay các chị sẽ săn được những cái mẫu đầm cũng như là váy xinh cùng với lại đẹp mỗi ngày các chị nha. Em đang mặc trên người là C241 và mẫu này các chị nhìn trên nè, em sẽ không làm túi được các chị. Nhưng mà được cái mẫu đầm này bên em làm là không dáng đầm xòe, vậy nên cực kỳ giấu dáng. Ví dụ như chị nào mình có bụng mắt nó cũng xe nghe cái quyết định cũng rất là tốt. Và thường là những cái mẫu đầm tiền mọi người càng là mua giá ít nhất dao động thì em á là từ 249.000 hoặc là rẻ nhất cũng là 199.000. Thì ngày hôm nay gần như các chị nhà mình được sale off tới 87% luôn, là 100 như vậy chỉ có 99.000 thôi các chị. Đây chị nào chốt còn em thì mã là C241 cộng kèm số thoại liền các chị nha. C241 cộng kèm số thoại liền để bên em chốt và tư vấn đơn hàng tất cả các chị luôn, vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa dễ mang nữa. Ai chưa lên số thoại các chị bổ sung liền cho em, hay là chị nào chưa có mã bổ sung mã liền cho em các chị. Nếu mà chị nào đã là khách hàng của đại mỗi ngày trong đây rồi, mình có thông tin sẵn rồi, chỉ cần chị lên giùm em là C241 thôi.